Chào mừng các cậu đã quay trở lại với kênh Way to Way Anime. Ở phần trước, chúng ta đã tìm hiểu về năm nhân vật rất mạnh trong Hunter x Hunter, đó là Gon, Killua, Kurapika, hội trưởng Netero và thủ lĩnh băng nhện Crollo Lucifer. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều nhân vật rất mạnh khác mà tớ chưa liệt kê và tớ hứa sẽ có video trong thời gian sớm nhất. Và như đã hứa, hãy cùng đến với phần chính của chúng ta nào. Những nhân vật mạnh nhất trong Hunter x Hunter phần 2, gia tộc sát thủ Zoldyck. Let's go! Trước tiên, hãy cùng tớ tìm hiểu về gia tộc Zoldyck. Zoldyck được coi là gia tộc sát thủ nổi tiếng nhất thế giới. Gia đình Zoldyck sở hữu và sống tại núi Kukuro, cao 3.722m, một ngọn núi lửa không hoạt động ở vùng Dendora của Cộng hòa Padokea. Ngọn núi được bao quanh bởi những bức tường đá khổng lồ và được bảo vệ bởi một con chó khổng lồ có tên là Mike. Trẻ em trong gia đình được đào tạo nghệ thuật ám sát từ khi sinh ra. Người ta tin rằng mỗi thành viên trong gia đình của Zoldyck bắt đầu được đào tạo từ khi họ vừa sinh ra. Những đứa trẻ cũng được phép sử dụng vũ khí, kim, bom, yo-yos và giấy dựa trên khả năng niệm của họ. Họ được sở hữu nhiều tài năng độc đáo, kháng hầu hết các loại chất độc, khả năng chịu đựng lượng điện và đau đớn cao, và sức mạnh vật lý to lớn. Killua đã có thể mở một cánh cửa 16 tấn trước khi biết đến niệm. Ngay cả khi còn trẻ, họ đã có khả năng chiến đấu và bản năng sát thủ. Nhiều năng lực niệm của Zoldyck có liên quan đến rắn và rồng, một biểu tượng dường như được tôn kính trong gia đình của họ. Gia tộc Zoldyck cũng sản sinh ra rất nhiều niệm nhân rất mạnh như Zeno Zoldyck, Siva Zoldyck, Ilomi Zoldyck, Killua Zoldyck, Aluka Zoldyck và Kaluto Zoldyck. Trong video trước, tớ đã làm về Killua rồi, nên trong video này, hãy cùng tìm hiểu các niệm nhân bá đạo khác của Zoldyck theo trình tự từ lớn đến bé nào. Đầu tiên là người lớn tuổi nhất, Zeno Zoldyck. Zeno Zoldyck là một sát thủ chuyên nghiệp và là người sử dụng niệm chuyên nghiệp. Ông là cha của Silva Zoldyck và ông nội của Killua Zoldyck. Zeno là một ông già có chiều cao trung bình, với mái tóc trắng xám đứng trên đầu và có một bộ ria Fu Manchu. Ông ta cũng đeo các dấu hiệu xen kẽ trên trang phục có chữ A Cure A Day hoặc Never Retire. Hầu hết thời gian, ông đều xuất hiện với hai tay ở sau lưng và lưng gù về phía trước. Mặc dù là một niệm nhân rất mạnh ở thời kỳ đỉnh cao, Zeno đã phải công nhận rằng tuổi già đã làm giảm khả năng suy nghĩ và tốc độ của ông trong trận chiến. Zeno là tộc trưởng trước đây của gia đình Zoldyck. Ông chỉ có một đứa con trai là Silva, được sinh ra từ một người mẹ giấu tên. Ông là cháu trai của Maha Zoldyck, là thành viên của gia tộc Zoldyck. Zeno được đào tạo nghệ thuật ám sát từ khi còn rất nhỏ. Ông đã phát triển một sức đề kháng lớn, chống lại tất cả các loại chất độc và có khả năng chịu điện cao. Zeno ước tính rằng trong sự nghiệp sát thủ lâu dài của mình, ông chưa bao giờ giết một người mà ông chưa được trả tiền để loại bỏ. Zeno thuộc hệ biến hóa, ông là một người dùng niệm cực kỳ giỏi và chắc chắn là một trong những người giỏi nhất được biết cho đến nay. Zeno đã tạo ra một con rồng đóng vai trò là phương tiện di chuyển của chính mình hoặc những người khác theo một đường thẳng trong một khoảng thời gian dài. Ngoài ra, ông sử dụng chúng trong trận chiến để tạo ra những tác động tàn phá. Ông cũng là một người am hiểu chuyên sâu về niệm khi ngay lập tức có thể nhận ra năng lực của Crollo và anh ta cần phải đáp ứng 4 hoặc 5 yêu cầu để trước khi đánh cắp một khả năng nào đó. Khi nhìn thấy Zeno Skill, Crollo đã suy luận rằng anh ta sẽ không thể ngăn chặn cuộc tấn công này, cho thấy Zeno có một lượng khí cực lớn. Zeno có thể sử dụng viêm trong bán kính 50m và thậm chí tuyên bố rằng ông có thể dễ dàng tăng nó lên bán kính 300m nếu cần thiết. Ngoài ra, Zeno còn có khả năng về niệm cực mạnh như Aura Blast. Zeno có thể bắn ra luồng khí từ lòng bàn tay của mình. Nó đủ để đánh bật lại và làm bị thương nhẹ Crollo Lucifer trong khi phá vỡ mặt đất dưới chân mình. Dragon Head. Zeno có thể biến niệm của mình thành một con rồng, sau đó ném nó vào đối thủ như một phát bắn thẳng. Khả năng này thường được sử dụng cùng với hệ phóng xạ, cho phép Zeno bắn con rồng như một viên đạn hoặc sử dụng nó làm phương tiện di chuyển. Con rồng có thể tiếp tục tồn tại trong một khoảng thời gian, ngay cả sau khi bị tách ra khỏi cơ thể. Điều đó được thể hiện khi ông sử dụng nó để đưa Netero và Kiến Vua ra xa cung điện với tốc độ rất nhanh. Đây có lẽ là khả năng khiến Nefertiti, một trong ba hộ vệ hoàng gia, trở nên phấn khích khi viêm của cô chạm vào nó. Cũng trong Archimera này, Zeno đã tạo ra một con rồng lớn hơn nhiều so với lúc đánh với Crollo và bay cùng với nó mà không hề cảm thấy mệt. Dragon Head cũng có thể làm cơ sở cho các khả năng khác của niệm như Dragon Lance và Dragon Dive mà chúng tôi sẽ đề cập ngay bên dưới. Dragon Head có thể làm cho Crollo bị thương nhẹ và hạn chế di chuyển của anh ta đủ lâu để Zeno có thể tiếp cận. Dragon Lance, khả năng này cho phép Zeno điều khiển con rồng được tạo ra bằng Dragon Head thông qua chuyển động của bàn tay. Do sức mạnh và tính linh hoạt của nó, Dragon Lance là kỹ năng hoàn hảo để tấn công trong khi có thể giữ khoảng cách an toàn với đối thủ của mình, vì đây là khả năng chủ yếu do Zeno mở rộng niệm để thay đổi hình dạng cũng như thuộc tính của niệm. Tớ đoán rằng Dragon Lance là một kỹ năng thuộc hệ biến hóa. Kỹ năng tiếp theo của Zeno là Dragon Dive. Sau khi bay lên trên mục tiêu của mình và sử dụng Dragon Head, Zeno phá vỡ nó thành hàng trăm mảnh nhỏ hơn, rơi từ trên trời xuống,
Kỹ thuật này có thể bao phủ một khu vực rộng lớn như cung điện của Minjoic và mọi thứ khác bên trong các bức tường phía ngoài. Mỗi mảnh vỡ có khả năng xuyên qua nhiều lớp bê tông trước khi biến mất. Tuy nhiên, nó không hiệu quả đối với những người sử dụng niệm có tầm cỡ cao, chẳng hạn như các hộ vệ hoàng gia và một số thợ săn chuyên nghiệp vì các mảnh vỡ tương đối dễ né. Shiva Zodic là người đứng đầu hiện tại của gia đình Zodic và là cha đẻ của Killua. Shiva là con trai duy nhất của Zeno và được sinh ra từ một người mẹ giấu tên. Ông cũng là cháu chắt duy nhất của Maha. Shiva là một người đàn ông cao lớn, cơ bắp. Anh ta có mái tóc dài màu vàng, ánh bạc với đôi mắt xanh sâu thẳm như mèo. Anh ta luôn mặc một bộ trang phục Shinobi Shouzoku không tay hoặc ngắn tay và đeo một chiếc vòng tay. Shiva là một người nghiêm khắc, điềm tĩnh và trầm ngâm. Shiva ít khi giao tiếp với Killua, nhưng anh ta đánh giá Killua rất cao và luôn mong Kill sẽ trở thành người thừa kế gia tộc. Theo Killua, Shiva làm việc cẩn thận như một sát thủ. Theo logic của Shiva, các sát thủ Zodic không nên di chuyển cho đến khi chiến thắng được đảm bảo, cho đến lúc đó họ nên đợi. Mặc dù là một sát thủ lạnh lùng, nhưng anh ta dường như rất yêu các con của mình, vì anh ta đã hủy bỏ mệnh lệnh cảnh giác về Killua và Alucard của các quản sau khi xem được khoảnh khắc tình cảm của anh em họ. Ngoài ra, Shiva còn có cuộc trò chuyện với Killua về cuộc thi Hunter và cho phép Killua đi với con vì anh ta chắc chắn rằng việc này sẽ là một bước phát triển để Kill có thể trở thành người lãnh đạo của gia tộc Zodic. Cũng như các thành viên khác của Zodic, Shiva được huấn luyện từ khi còn rất nhỏ về các kỹ thuật ám sát cũng như khả năng kháng độc và chịu điện cao. Vì rất ít khi xuất hiện trong bộ phim nên khả năng niệm của Shiva không được biết đến nhiều. Tuy nhiên, trong A Phantom Troop, ta có thể biết được rằng Shiva thuộc hệ biến hóa và có thể tạo ra niệm của mình với hình dạng hai quả cầu lớn với tốc độ đậm đặc đến đáng sợ. Thực tế là anh ta đã giết Chetu, một đội trưởng kiến Chimera, ở tầm gần trong khi tạo ra một vụ nổ lớn và không tạo sát thương lên chính mình. Qua đó cho thấy rằng Shiva cũng thành thạo hệ cường hóa vì Chetu có giác quan và phản xạ cực kỳ nhanh nên có thể suy ra rằng Shiva có khả năng tập hợp một lượng niệm cực lớn ngay lập tức với sức mạnh và tốc độ đáng kinh ngạc. Về kỹ năng, vì xuất hiện không nhiều trong series, ta chỉ có thể biết được một kỹ năng duy nhất của Shiva, đó là Explosive Orbs. Shiva có thể tạo ra hai quả cầu khổng lồ từ niệm của mình, mỗi quả một tay, sau đó anh ta ném nó vào mục tiêu. Khi va chạm, những quả cầu gây ra vụ nổ lớn có thể tàn phá mặt đất. Chúng được cho là có thể giết chết hai bậc thầy về niệm như Zeno và Krollo bằng một đòn trực tiếp. Illumi là con cả của Shiva và Kikyo Zodic. Trong kỳ thợ săn thứ 287, anh ta xuất hiện dưới vỏ bọc của Kidaraku. Illumi là người vô cảm nhất của Zodic. Anh ta có mái tóc đen rất dài, thường được trải ra sau đầu với đôi mắt to, đen, không có đồng tử để ngụy trang thành Kidaraku. Illumi sử dụng ghim có đầu to, tròn để tái cấu trúc khuôn mặt, cơ bắp và giọng nói và hoàn hảo đến mức ngay đến Kier cũng không thể nhận ra anh của mình. Để kiểm soát hành động liều lĩnh của em trai mình, Illumi đã đưa một cây kim niệm vào não của Killua theo lệnh của Shiva. Cây kim đã khiến Kill chạy trốn khỏi những trận chiến mà cậu không chắc mình có thể thắng. Một thời gian trước kỳ thợ săn thứ 287, anh ta cũng thiết lập mối quan hệ với Hisoka. Tuy nhiên, điều này không được nhắc đến trong manga anime. Mặc dù rất ít khi biểu lộ cảm xúc, Illumi thường nói với giọng điệu có phần vui vẻ. Illumi nói chung là một người nghiêm khắc, tàn nhẫn với lối sống suy nghĩ cực kỳ lạnh lùng. Tuy nhiên, anh vẫn giữ một hình thức tình yêu vặn vẹo và bảo vệ quá mức cho em trai của mình, Killua. Illumi quan tâm đến hầu hết các thành viên trong gia đình Zodic. Khi Hisoka hỏi Illumi rằng liệu có ổn không nếu anh ta giết Killua, Illumi thể hiện một khía cạnh kinh hoàng của chính mình và hỏi liệu Hisoka có muốn chết ở đó không. Illumi sẵn sàng xử lý sức mạnh của Alucard để bảo vệ gia tộc, ngay cả khi điều đó khiến anh ta phải trả giá. Mặc dù anh ta đã tuyên bố rằng các thành viên không được phép giết người trong gia đình mình, nhưng lại khẳng định rằng anh ta sẽ ổn khi giết Alucard và không coi Alucard là thành viên của gia đình. Về niệm lực, Illumi có một lượng khí vô cùng tà ác và có thể được cảm nhận từ khoảng cách vài trăm mét. Niệm của Illumi mạnh mẽ đến mức nếu được tiêm vào một người bình thường, nó sẽ làm tê liệt họ suốt đời. Khả năng niệm của Illumi cho phép anh ta thay đổi ngoại hình, điều khiển người chết và người sống, tương tự với khả năng kiểm soát tâm lý và cơ thể và có thể ảnh hưởng đến người khác bằng các loại kỹ thuật tinh vi hơn, cho thấy Illumi hoàn toàn làm chủ niệm của chính mình. Illumi có một nguồn dự trữ niệm dồi dào, khiến anh ta có thể điều khiển hàng chục người cùng lúc. Một số kỹ thuật đã được Illumi sử dụng trong anime như Body Alteration. Illumi sử dụng cây kim đầu to, tròn, chủ yếu để thay đổi hình dạng cơ thể và màu da của chính mình. Việc tháo kim sẽ khiến anh ta trở lại hình dáng ban đầu. Theo Illumi, việc chuyển đổi này sẽ làm anh ta cảm thấy khá đau đớn. Illumi cũng có thể thay đổi ngoại hình mà không cần cây kim. Nhưng trong trường hợp này, anh ta chỉ có thể duy trì nó trong khoảng 5 giờ và đôi mắt của anh ta trông vẫn như cũ. Illumi có thể sử dụng khả năng này để xâm nhập vào những nơi mà mục tiêu của anh ta có thể cư trú. Như thể thấy khi anh ta lừa băng Ryodan, nghĩ rằng anh ta là Hisoka.
sau khi đổi chỗ với nhau. Khả năng này cũng có lúc được Illumi sử dụng trên một người khác, nó làm cong vênh khuôn mặt của mục tiêu trong khi gây ra cơn đau bất tận. Hypnotic Spell. Bằng cách đâm một cây kim vào não của mục tiêu, Illumi có thể khiến họ tuân theo các mệnh lệnh được đặt sẵn, miễn là cây kim vẫn còn ở trong đó. Trong trường hợp của Killua, việc kích hoạt đã gây ra một nỗi sợ hãi khủng khiếp, khiến cậu phải chịu những mức độ tê liệt khác nhau tùy vào mức độ nghiêm trọng của việc chống lại ý định của Illumi. Kỹ năng này sẽ tự động kích hoạt ngay khi nạn nhân có ý định thực hiện một hành động vi phạm lệnh của Illumi. Chỉ riêng ý chí là không đủ để nạn nhân thoát khỏi thôi miên. Tuy nhiên, nếu có ý định chống lại nó, nạn nhân phải chịu đựng những cơn đau đầu ngày càng rõ, khiến cho họ có thể phát hiện ra sự hiện diện và vị trí của kim. Khả năng này cũng rất tinh tế, khiến nạn nhân nghĩ rằng những mệnh lệnh họ nhận được phản ánh cảm xúc của chính họ hoặc là kết quả của thói quen của họ, và họ hoàn toàn không thể biết rằng là đã bị cắm kim vào não. Corpse Control. Bằng cách đâm vào đầu nạn nhân bằng nhiều cây kim, Illumi có thể điều khiển một hoặc nhiều người chết. Các nạn nhân có thể thực hiện các hành động phức tạp như là lái xe, tuy nhiên họ không có ý chí hay phản xạ của riêng mình. Mặc dù một số nạn nhân có dấu hiệu rõ ràng là bị kiểm soát, những người khác sẽ không thể biết được chính xác điều này vì Illumi có thể dùng tuyệt để che giấu những cây kim này. Needle People. Illumi cắm một cây kim đặc biệt, thấm một lượng lớn niệm vào hộp sọ của một người và ra lệnh cho họ. Mục tiêu của khả năng sẽ mất tất cả tình cảm và tuân theo mệnh lệnh của anh ta cho đến khi họ chết vì quá cố gắng. Nếu một người kim sống sót, họ sẽ bị tàn phế trong suốt quãng đời còn lại. Illumi thường đâm một cây kim vào phía sau đầu của mục tiêu. Những người chịu tác động của một cây kim sẽ có những chuyển động và biểu cảm vô duyên, khiến người khác dễ dàng nhận ra nạn nhân đang chịu ảnh hưởng của khả năng này. Tuy nhiên, những người có hai kim đâm vào trán sẽ có thể lái xe và nói chuyện bình thường. Nếu anh đối tốt với em, anh cũng phải đối tốt với Nanika. Nếu anh bảo vệ em, anh cũng phải bảo vệ Nanika. Nhưng nếu anh ghét Nanika, thì em ghét anh. Đó là những lời Aluka đã nói với Killua. Aluka Zodic là con út thứ hai của Shiva và Kikyo Zodic. Trong hoàn cảnh không xác định, cô bị chiếm bởi một sinh vật huyền bí bóng tối mà gia đình cô tên là Nanika. Cả hai hiện đang chia sẻ cơ thể của Aluka. Về ngoại hình, Aluka có mái tóc đen dài, đôi mắt xanh và nước da nhợt nhạt. Aluka mặc trang phục truyền thống của một thiếu nữ Nhật Bản, với đôi bốt và băng đô được trang trí với khuôn mặt đầy cảm xúc. Đóng khung khuôn mặt của Aluka là hai lọ tóc, mỗi lọ được buộc bởi 4 dải tóc, được trang trí với cùng một khuôn mặt hoạt hình trên băng đô. Trước khi giới thiệu chính thức của Aluka, Shiva nói đến cô như một đứa trẻ đen tối và không thể kiểm soát. Anh nói rằng Aluka không có linh hồn vì hoàn cảnh ra đời của cô và không thể cảm nhận được cảm xúc. Tuy nhiên, một khi được đoàn tụ với người anh thân thiết nhất của mình là Killua, Aluka đã thể hiện tính cách tình cảm, giản dị và đáng yêu. Aluka thường rất vui vẻ xung quanh Killua và tin tưởng cậu sâu sắc, rất có thể vì Kill là người duy nhất thể hiện lòng trắc ẩn đối với cô bé. Theo Killua, Aluka gọi cậu là anh, trong khi Nanika chỉ gọi cậu bằng tên. Aluka xuất hiện lần đầu tiên trong một bức ảnh gia đình của anh chị em Zodic và mẹ của họ, được thể hiện khi Kaluto giải thích mong muốn lấy lại anh trai của mình bất kể phải mất bao nhiêu năm. Trong ảnh, Aluka không tạo dáng với những người khác trong gia đình. Thay vào đó, cô bé đang đứng ở một khoảng cách phía sau họ và quay mặt đi. Không biết Nanika đã sở hữu Aluka khi nào và bằng cách nào, nhưng cả hai đã chia sẻ cơ thể của người từ khi Aluka còn nhỏ. Mặc dù Aluka không có khả năng về niệm, tuy nhiên khi biến thành Nanika, cô bé có thể ban điều ước cho người khác với một số yêu cầu nhất định. Killua từng thấy Aluka biến thành Nanika và tìm hiểu về bản chất chung của các khả năng của nó bằng cách hỏi nó cách hoàn nguyên sự biến đổi. Khi mới chập chững biết đi, Aluka đã từng nhờ Mitsuba, một người phục vụ của gia đình Zodic, làm ba việc đơn giản: bế cô, đi lên cầu thang và nâng Aluka lên không trung. Sau đó, Mitsuba làm theo những gì cô nói, mắt và miệng của Aluka đột nhiên chuyển sang màu đen. Sau tai nạn, Killua phải nói với bố mẹ về bí mật của Aluka vì Mitsuba đã báo cáo với họ. Hóa ra, khi Aluka đưa ba yêu cầu và được thực hiện, mắt và miệng của cô sẽ chuyển sang màu đen và chúng sẽ trở lại bình thường chỉ khi cô nghe và thực hiện một điều ước. Để kiểm tra khả năng, mẹ cô, Kikyo, đã ra lệnh cho Mitsuba từ chối mọi yêu cầu của cô, bất kể nói nhỏ đến mức nào. Do đó, Mitsuba và người yêu Hasam, người không ở gần Aluka vào thời điểm đó, đã bị nghiền nát một cách bí ẩn. Killua giải thích rằng đây là hậu quả của việc nói không với yêu cầu của Aluka 4 lần. Cũng nhờ khả năng này, Killua đã nhờ Aluka cứu con sau khi cậu sử dụng lời thề để có sức mạnh giết Nefebitou để trả thù cho Kite. Kaluto Zodic là con út của Silva và Kikyo Zodic. Mặc dù còn rất nhỏ, Kaluto đã là thành viên thứ tư của bang Ryodan thay thế Hisoka. Kaluto có mái tóc đen, dài ngang vai, được cắt theo kiểu bob cut và đôi mắt màu hồng với một nốt ruồi ở bên trái miệng. Trang phục thường thấy nhất của Kaluto là một bộ kimono tối màu đi kèm với một chiếc obi màu vàng buộc quanh eo và jori, một đôi dép Nhật Bản
Kaluto nhìn chung có vẻ ngoài rất nữ tính và thường bị nhầm là con gái. Kaluto rất ít nói và ngoan ngoãn với những người trong gia đình. Mặc dù có thái độ bình tĩnh, Kaluto có một mặt tàn bạo và một thói quen xấu là lôi con mồi của mình ra đùa giỡn. Kaluto sử dụng một chiếc quạt làm vũ khí chiến đấu. Kaluto là một niệm nhân thuộc hệ điều khiển. Sự thành thạo của Kaluto cho phép cậu tham gia vào bang Ryodan khi còn rất trẻ. Mặc dù Kaluto bị coi là thành viên yếu nhất, Kaluto có khả năng điều khiển giấy, sử dụng quạt giấy và hoa giấy làm vũ khí. Có khả năng là anh ta thực hiện hoa giấy lúc đánh với kiến Chimera. Chúng rơi xuống từ tay cậu trong khi ngay lập tức biến mất. Kaluto tiết lộ cậu cũng sở hữu một số khả năng bói toán, cơ chế của nó vẫn chưa được biết. Nhưng nó cho phép cậu phát hiện ra một người có khả năng niệm nhất định, nhưng đã chứng minh khi cậu tìm thấy Exorcist Abengen trên đảo Tham Lam. Kaluto cũng có một số kỹ năng niệm nhất định như Surveillance Paper Dolls, bằng cách gắn một mảnh hoa giấy vào cơ thể của một người và tạo ra một con búp bê giấy của người đó. Kaluto có thể nghe thấy bất cứ điều gì được nói trong vùng lân cận của người đó, do đó cho phép cậu có được thông tin quý giá mà không bị phát hiện. Ngay cả những người dùng niệm chuyên nghiệp như các thành viên của bang Ryodan cũng không thể phát hiện ra điều này khi hoa giấy được gắn lên họ. Dance of the Serpent's Bite. Kỹ thuật này được bắt đầu khi Kaluto nhấc tay và thả một lượng hoa giấy nhất định bằng cách vẽ chiếc quạt của mình trong không trung bằng những chuyển động duyên dáng. Cậu có thể nâng chúng lên và ném chúng vào đối thủ từ nhiều góc độ. Nếu một người bị hoa giấy đâm trúng, Kaluto có thể di chuyển quạt của mình một lần nữa để thu thập hoa giấy còn lại và tiếp tục ném chúng vào đối thủ một lần nữa. Kaluto tích lũy hoa giấy trong hình dạng của một dòng nước xoáy, giống như một con rắn lướt qua không trung. Dòng nước đâm vào cơ thể nơi hoa giấy đã bị mắc kẹt trước đó, và nếu kẻ địch bị dính nhiều hơn một lần nữa thì Kaluto có thể thu thập hoa giấy một lần nữa để lặp lại cuộc tấn công. Sử dụng khả năng này nhiều lần, Kaluto có thể xé xác của kiến Chimera mà không gặp khó khăn gì. Phía trên là thông tin về gia tộc sát thủ Zodic, nơi sản sinh ra rất nhiều niệm nhân tài năng. Nếu các cậu muốn tớ làm về nhân vật nào tiếp theo thì hãy để lại bình luận bên dưới cho chúng tớ biết nhé. Đừng quên like video và subscribe channel để ủng hộ cho Way to Weird Anime nha. Hẹn gặp lại các cậu ở những video lần sau. Way to Weird out.